thứ sáu tuần thứ bốn thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Chương 6 từ câu 14 đến câu 29. Vua Herode nghe biết về Đức Giêsu vì người đã nổi danh. Có kẻ nói đó là ông Gioan tẩy xả từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ. Kẻ khác nói đó là ông Elia. Kẻ khác nữa lại nói đó là một ngôn sứ như một trong các ngôn sứ. Vua Herode nghe thế liền nói: ông Gioan, ta đã cho chém đầu, chính ông đã trỗi dậy. Số là vua Herode đã sai người đi bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Herodia, vợ của người anh là Philippe, mà ông Gioan lại bảo ngài không được phép lấy vợ của anh ngài. Bà Herodia căm thù ông Gioan và muốn giết ông, nhưng không được. Thật vậy, vua Herode biết ông Gioan là người công chính thánh thiện, nên sợ ông và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe. Một ngày thuận lợi đến, nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Herode mở tiệc thiết đại bá quan văn võ và các thân hào miền Galilee. Con gái bà Herodia vào biểu diễn một điệu vũ, làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái, con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con. Vua lại còn thề, con xin gì ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được. Cô gái đi ra hỏi mẹ, con nên xin gì đây? Mẹ cô nói, đầu Gioan tẩy xả. Lập tức, cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng, con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gioan tẩy xả đặt trên mâm. Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu Gioan tới. Thị vệ ra đi chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ. Suy niệm: đã bao lần các vị hữu trách trong ngành giáo dục nước nhà quyết tâm nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong học tập. Thế nhưng, bệnh tình xem chừng không thuyên giảm mà còn có phần nặng nề hơn. Việc nói thật, sống thật, quý nhất sự trung thực, lắm khi chỉ còn là câu chuyện đầu môi chót lưỡi, là câu nói ngoài sao, còn thực tế lại là nói một đàng làm một nẻo. Sợ sự thật, bưng bít sự thật, tấm gương tin mừng soi rọi khuôn cách của hai mẫu người đứng trước sự thật. Gioan tẩy giả làm chứng cho sự thật bằng lời nói và hy sinh cả mạng sống của mình. Đổi lại, Herode dẫu biết sự thật tội lỗi của mình, nhưng không dám chấp nhận sự thật, để hối cải, lại còn sát hại cả Gioan tẩy giả, là người đã nói sự thật cho mình. Khi không sống theo sự thật, chúng ta trở nên nô lệ cho sự giả dối, còn thuộc về ma quỷ.
bởi vì ma quỷ là kẻ nói dối và là cha sự gian dối. Trái lại, sự thật sẽ giải thoát chúng ta, và sâu xa nhất là giải thoát khỏi tội lỗi để thuộc về Thiên Chúa. Khi bạn chọn sống theo sự thật, dẫu bạn phải trả giá rất đắt, nhưng đổi lại, bạn đạt được kho tàng vô giá, là mãi mãi bạn được thuộc về Chúa. Tập tôn trọng và yêu mến sự thật bắt đầu từ trong lời nói đến một việc làm cụ thể. Lạy Chúa Giêsu là đường, là sự thật, là sự sống. Xin cho chúng con biết vượt qua cái yếu đuối của bản thân, biết tôn trọng sự thật và sống vì sự thật. Amen.